Hello cả nhà, lại tiếp tục là một mẫu váy mang phong cách vintage dành cho mọi người đây. Nói chung là bây giờ thì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát rồi và chúng ta sẽ đón chờ những chuỗi ngày được đi du lịch đó. Và chắc chắn là sẽ có rất nhiều địa điểm đẹp để chúng ta check in. Và đi du lịch thì mọi người sẽ luôn luôn muốn dành cho mình những mẫu váy thật xinh, đúng không nào? Thì em này phải nói là siêu siêu đẹp, vừa đẹp nhá, mặc vừa thoải mái, chất liệu lại đẹp nữa, mặc lên người vô cùng mát mẻ trong mùa hè luôn. Họa tiết hoa nhí nhá. Mấy năm nay thì họa tiết hoa nhí trở thành trend luôn, mặc lên rất là xinh. Cổ được thiết kế cổ chữ V này, vai thì có những cái đường rúm này. Đấy, ngoài ra thì phần tay này cũng được thiết kế rất là tỉ mỉ từ những cái đường cúc ngọc này. Phần eo thì được chiết rất là cao nên là sẽ giúp chúng ta che được khuyết điểm eo và bụng nếu mà nó có hơi to. Em này thì dài qua đầu gối luôn này. Đó, rất là bay bổng, mọi người mà chụp ảnh check in mọi người tung váy em phát như này thôi là chụp đã rất là đẹp rồi. Về cái mẫu váy này thì Phương đoán chắc chắn nhá là mặc lên thì rất là bông da, bông dáng luôn ý. Mọi người thấy là ngay phần đằng sau nhá, phần đằng sau thôi là đã được thiết kế rất là tỉ mỉ cái phần rúm này, rúm ở lưng. Thì khi mặc lên thì nhìn cái lưng của chúng ta sẽ rất là thon gọn. Đó. Và họa tiết này thì Phương thấy là lứa tuổi nào cũng mặc được, ví dụ như là 25, 35, 45, kể cả 50 tuổi thì mặc vẫn phù hợp. Em này thì đầy đủ size luôn, nên là thân hình nào mặc được hết, SML, XL. Đấy, mọi người mà đang có ý kế hoạch đi chơi để bỏ qua em này nha.